Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Long Hunter Gaming đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông báo cho mọi người một tin rất là quan trọng. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ không chỉ làm content về gaming mà còn về những gaming content khác như là ca. Mình sẽ không tiết lộ cho mọi người dễ dàng như vậy đâu. Thì trước khi mình bật mí về content mình sẽ làm sắp tới, hãy chắc chắn là mọi người đã nhấn vào nút like của video này và subscribe channel của mình nhé. Nếu mọi người đã làm xong thì mình xin phép tiết lộ content mình sẽ làm sắp tới. Đó chính là Alo, mọi người có nghe tôi nói gì không vậy? Ok, mọi người hãy nghe mình nè. Hiện tại là đã có một con quái vật đã xâm nhập vào trong nhà của mình. Và thậm chí là nó có thể biến thành người khác nữa. Có thể là bây giờ đang giả mạo mình và đang có một âm mưu gì đó mọi người ạ. Bây giờ là mình đã trốn thoát được cái chỗ mà nó đã giam cầm mình rồi. Bây giờ là mình còn phải tìm nó và tính sổ mới được. Thằng giả mạo kia, mày đứng lại đó! Ok. Có vẻ như là nó đã bất tỉnh rồi mọi người. Bây giờ là mình cần phải tìm ai đó để mà giải cứu mình. Nhưng mà mình cần phải tìm ai để mà giải cứu mình đây. Ê. Mình cần phải tìm chỗ trốn đâu mọi người ơi. Cái gì đây? Ê khoan đã. Không lẽ nào? Hi, đồ ngốc.